ăn kẻ ở trong nhà. Nhớ những buổi chiều lang thang trên đồng ruộng, nghe lũ nhái màu thở than sầu muộn. Nhớ con đê dài cây cầu kỳ trên dên, thôn nữ nhanh chân gánh mã qua cầu. Cầu thương nhớ quê nhà nghèo bằng một cảm tình trong sáng, nhưng chỉ nhớ những ảnh hình lãng mạn nên thơ và gợi cảm. Cuộc sống dân nghèo vất vả quanh năm nhục nhằn đói khổ, cậu đâu biết gì về thân phận của chúng tôi, lúa có vàng đồng cũng không được bữa no. Cảnh khổ của tá Điền tôi hiểu chưa hết chứ không phải là không hiểu. Nhưng cô cũng biết đó, ngoài mẹ tôi ra thì mọi quyền hành ở trong nhà đều ở trong tay của anh hai tôi hết á. Nhiều khi đó hả, ba tôi mà còn bất lực nữa đó chứ nói chi tôi. Tại cậu đâu có tha thiết gì làng quê nghèo khổ này, sống ở trên tỉnh quen rồi, bây giờ nhìn thấy cây cầu khỉ cũng sợ nữa đó. Chưa chắc à ngang, cô đừng khi dễ nha. Để tôi chạy u qua cầu một cách an toàn cho cô coi nè. Để tôi chạy nha. Ê khoan khoan, coi chừng té là không có ai vớt à nha. Chắc ăn như bắp. Bây giờ ha, cô đứng nép qua một bên đi, tôi chạy cô coi nha. Ê khoan khoan khoan, để lúc khác đi. Bây giờ tôi phải dẫn cậu Út về, để có chuyện gì bà đánh tôi chết á. Không sao đâu, nó đang ham chơi với mấy đứa chăn trâu đó. Mà nếu mà cô kêu đó, nó cũng không có về đâu. Bây giờ cô yên tâm đi ha, có gì tôi chịu hết cho. Bây giờ này nghe, cô coi tôi chạy nghe. Ê khoan khoan, trước khi trổ tài á, nhắc khéo cậu một câu nha, muốn được an toàn á thì cậu lộ hết ra đi. Trời, trời ơi, cô kêu tôi lộ hết ra hả? Trời đất ơi, cô mà cũng dám nói vậy sao cô Hương? Thì tôi biểu cậu lộ hết ra đi, có gì mà không dám nói. Không lẽ cô biểu tôi cởi hết quần áo ra giữa đồng giữa ruộng thì sao cô Hương? Cái gì? Ai biểu cậu cởi quần áo? Thì cô mới biểu tôi lột hết ra đó. Trời ơi, cậu hiểu lầm rồi. Tôi biểu cậu lột là lột cái đôi giày tây đang mang ở trong chân cậu kìa, chứ ai biểu cậu lột quần áo đâu trời. Vậy mà tôi tưởng. À thôi rồi, rồi lột thì lột. Xong chưa? Rồi. Tôi đếm nha. Tôi đếm rồi 1, 2, 3 là chạy nha. À. 1, 2, 3. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi. Trời, cậu ba có sao không cậu ba? Kìa cậu ba, cậu thấy trong người có sao không cậu ba? Dạ chào bác Tám. Cháu không sao đâu bác Tám. Hải à, mày mau tới xin lỗi cậu ba được không? Cái gì? Tại sao tôi phải xin lỗi nữa chứ? Trời ơi trời, mày dám ăn nói với cậu ba như vậy đó hả? Tại mày mà cậu ba phải như vậy đó. Mày đụng cậu ba rủi cậu ba rớt xuống sông rồi sao? Mau tới xin lỗi cậu ba một tiếng giùm tao được không? Còn lâu nó xin lỗi tôi thì có. Trời ơi, ăn no mập thay không có chuyện gì làm, nên mới ra đây bài trò rứng mỡ. Nhắm mắt nhắm mũi chạy tuốt qua cầu, chạy cho tiêu mỡ bụng cho giãn cốt giãn gần, chạy cho nở thêm ý nghĩ đen tối trong đầu. Tiền bạc có dư nên sợ gì nằm bệnh viện, có liệt giường liệt chiếu thì cũng có người hầu mà. Suốt tháng quanh năm tắm nước sạch trong lành, cũng nên biết tắm nước phèn có pha lộn phân trâu. Cái thằng trời đánh kia, mày hãy cấm miệng lại. Chỉ tại mày hay quen cái thói cọc cằn, cái thầy như trâu cứ cúi mặt gầm đầu, nên không đụng người này thì mày cũng vướng người kia. Ở đời mà, để làm ác thì gặp ác à. Những thứ mà làm giàu trên mồ hôi nước mắt người khác á, sớm muộn gì cũng bị trời tru đất diệt đó. Hải ơi Hải, mày làm ơn mày câm cái miệng lại giùm tao. Cậu ba có làm gì đâu mà anh nguyền rủa dữ vậy. Còn cô nữa, cô là người ăn kẻ ở. Người ăn kẻ ở như cô có khác gì tôi đâu. Khéo nịnh cách mấy thì cũng hưởng ba cái cơm thừa cá cặn thôi cô ơi. Anh Hải à. Gì? Mình ở chung ở trong điền từ thuở nhỏ, lúc nào tôi cũng xem anh là bạn của tôi. Chuyện xảy ra nãy giờ tôi có nói gì đâu mà anh nặng lời với gia đình tôi quá vậy anh Hải. Anh Hải à, thôi bỏ qua đi, đừng có lớn tiếng giữa đường.
Không khéo đó người ta nói anh thấy tôi giàu rồi anh ganh tị đó. Ganh tị? Trời ơi, ganh tị với cái giàu sang bất nhân phi nghĩa như dòng họ nhà mày hả? Trời ơi, đồ đê tiện. Mày câm miệng lại. Ui da. Trời ơi, sao cho đánh tôi vậy? À biểu mày câm. Tôi không câm. Không câm hả? Không câm à. Sao cho đánh tôi dữ vậy? Đánh hoài vậy? Mày còn nói nữa, tao giết chết mày đó. Ba, thì ba cứ giết tôi đi. Ba cứ giết tôi đi cho thằng cậu ấm này đây nó vui lòng ha già. Vì nó cũng là một trong những đứa con mang dòng máu lạ hay thỏa chí mừng vui khi nhìn thiên hạ đau buồn. Nó ăn trắng mặt trơn nên nhìn thấy lũ dân đen đều há tiếng điên buồn. Nó quen thấy người ta cúi đầu kiên sợ nó để giữ được thửa ruộng vun vườn mà rau cháo nuôi thân. Tôi gánh nặng qua cầu thì ba bảo tôi phải dừng chân, nhường cho nó dung một mình qua trước. Có phải vì nó giàu sang nên được nhiều ân phước, còn những kẻ nghèo như tôi phải nhường nhìn muôn đời. Tôi nói cho anh nghe, tấm lòng của cậu ba đây không bao giờ... Nín đi! Trời ơi, làm gì vậy? Anh Hải à, có lẽ anh giận ai đó trong nhà tôi, cho nên anh giận luôn tôi. Chứ thật tình đó, tôi không bao giờ khinh thị một tá điền nào hết á. Thấy họ khổ đó hả, tôi cũng xót xa lắm đó anh à. Xót xa? Ở đời có những nỗi xót xa đáng cho mình trân trọng, vì họ đồng cảm cho cuộc đời cùng khổ của nhau. Còn cái xót xa của cậu tôi nghe nó mai mỉa làm sao. Cậu như một kẻ trong nệm ấm trắng em giữa một đêm đầy giông tố, bất chợt thương thương cho kiếp người khốn khổ. Manh áo không lành chống chọi giữa đông phong, thì cái xót xa kia chỉ là lòng trắc ẩn chợt đến rồi đi khi giấc ngủ say nồng. Nếu những con người khốn khổ kia biết được thì cái xót xa của cậu chỉ làm cho họ càng thêm cay đắng. Còn tôi chỉ biết phỉ nhổ lên những điều gian trá bằng sự thẳng ai chân thật của riêng mình. Anh Hải à, quả thật những điều anh nói hôm nay đó rất đáng cho tôi đem về suy gẫm đó anh Hải. Thôi đi cậu ấm ơi, lời lẽ dốt nát của một thằng cục mịch như tôi nghe rồi bỏ cho nó rớt lại đi. Đem về để làm gì? Không khéo hả, quen ố luôn cái gia phong lễ giáo gia đình của cậu bây giờ. Anh đó nha, người ta nói chuyện với anh đàng hoàng, hơi mở miệng ra là anh xỏ xiên này xỏ xiên nọ. Cái tánh cọc cằn thô lỗ của anh đó nha, 80 tuổi cũng còn ở giá nữa đó. Phải, thà tôi là một ông già cô độc, thà tôi ở giá suốt đời, chứ tôi không thèm cưới một người vợ như cô. Trời ơi, chắc tôi thèm làm vợ của anh lắm à. Trời ơi, có thèm cũng không ai chịu đâu mà thèm ấy. Trời ơi.